thì nó là vậy, nó là cầu thủ, nó bấm cầu thủ lần lượt rồi. Không được lắm. Để coi trong tối nay em chấp bao nhiêu lần với tay chị nha. Để chị đánh nha. Chị hôm nay em không biết. Chị tuyên bố với em hôm nay em khỏi chơi game. Trời ơi. Ủa, bồ câu là nhìn xác cầu thủ à? Nhìn được. Nhìn đấy. Đúng rồi, bồ câu nhìn được xác cầu thủ. Ủa, tôi biết rồi đấy. Phe thứ ba là nhìn được mà. Anh bò nghỉ mà. Ờ, sao mày đưa cái ao hết rồi? Bây giờ mới biết luôn. Có mình thằng bò anh ơi. Cái hương cái ao gì á? Xong rồi em nó ngồi mà nó mai nó phải đi học, nó ở ngoài menu này, đây nó vô. Kệ anh ơi, chơi vô anh. Mình chuẩn bị đi học rồi. 14 à, từ cho cháu em vô 15 à. Mày không thấy thằng sĩ quan boy đâu nhỉ? Trời đừng số cao nữa, anh boy. Anh boy hình như là cái gì con dịch che mày nhớ mặt em. Vô đi mọi người. Thôi nếu mà thôi để lát nữa em tính cho chị học. Em khỏi. Chị Ân ơi, em bảo này chị Ân. Chị Ân. Hả chị nghe. Chị xem cả thì dưới kênh đều băm chị, cũng với thằng em này chưa băm chị phát nào đâu. Con không phải tại em đâu, tại anh Mika. Toàn bị chị ơi, à? Cứ đổ tại anh là thế nào nhỉ? Anh mong được tủn mà anh liên quan gì? Em anh yêu người. Anh là người dẫn đầu câu chuyện anh Mika. Anh không băm em chẳng sao mà. Anh chém tủn là vì là anh bị lộ rồi thì anh cứ chém mưa một người, anh chém cố. Nhưng mà vì anh quý thằng tủn nên anh chém nó. Dạ. Yeah. Mày được mày chứ. Được anh DK quý nhá, mẹ tao để cho anh DK quý thật đấy, băm. Cầm mẹ. Cao rồi. Dạ, ngươi tới rồi. Tới rồi. Người ơi, mọi người nếu một ngày nhá, nếu một ngày. Chị Hân ơi, em là dân phòng chị Hân ơi. Chúc mừng số 16 nhá. Cay rồi. Chị Hân ơi. Đúng, anh Mika. Ờ. Con xác đường boss này Mika, để em khám. Ờ, chờ. Cứ đấy đi, anh chờ anh đi. Đây. Sao nào? Bồ nông. Đi nè. Cầm lặng tàng hình hàng loạt. Ủa? Ôi, được. Lại, làm phú lại. À, tôi ra cái nhìn ngay chỗ phòng thí nghiệm, tôi thấy một cái xác. Mà tôi thấy ông bộ tham nhũng là đi từ phòng nghiệm xuống. Hình như là phú lại là bộ năm. Có bộ năm không? Ừ, đúng rồi. Em nãy em bị không phải để tới kho là em thấy phú lại nuốt một người, hình như là nuốt thằng Luật ấy vào bụng mà em tưởng đấy. Phú lại nói phú lại không phải bộ nông, mà phú lại thấy bạn bộ tham nhũng. Đây bộ tham nhũng là pháp y, bộ tham nhũng là pháp y. Cho tôi nói từ, nếu mà bạn legit đây không làm sát thì bạn legit bạn liên tôn là thì đi. Đây tôi đi luôn, trước này tôi là kẻ đau bám. Em bị lắc nhưng mà em thấy hình như nó... Bộ thăm nhũng giết người, trời ơi là trời. Tôi là pháp y. Phú lại là gì? Phú lại là gì? Phú lại là gì? Phú lại là gì? Phú lại là tinh linh. Tinh linh có bao nhiêu? Không, nãy có bao nhiêu? Tinh linh nhổ. Mày ăn coi ám sát sao kêu cái tên riêng này. Ui, ám sát đồng trà. Mà vì từ bờ ông. Ám sát đồng trà. Lại hả? Phú lại số 2 tên Linh nha. Lại bồ nông. Hai tên Linh, bồ nông với con chó gì. Bộ thăm nhũng giết người kia. Còn là bộ nha, mọi người ơi, còn bộ nha. Bộ thăm nhũng giết người kia. Y rồi, đã bảo là pháp y rồi. Bộ. Tôi ghi vào. Anh Vika, em cũng muốn chơi game nữa. Sao? Dám em đi, buồn quá. Rồi như cứt thì cho Linh Quân. Đi vào đây để anh chém mày cho. Mày là gì ấy? Đưa đây anh chém mày cướp zone cái. Em tinh à đâu, em gì nhỉ? Cái xuống cuối. Em tinh tinh em tinh gì? Cũng còn ngủ tinh linh với lại đeo bám. Áo không đeo bám nhầm. Bằng bắt gang. Ừ. Ờ.
Nào, tao đeo bám này, mày chạy đi, tao bám cho mày xem. Anh Dương đi, nãy giờ. Ok, Unity là gì? Sao Unity chém chạy đi thế? Không thấy đang chạy xuống cái hội trường à? Không, anh không phải tịch. Chạy xuống hội trường thấy cái xác quay đứng kế anh nó bay đầu. Anh biết tàn hình chém mà, anh chạy xuống cái hướng của hội trường coi tàn hình nó có hiện ra không? Hiểu không? Là vừa chém xong phải chạy theo cái hướng của nó đi. Quay đi cao. Ủa, Unity là gì đấy? Unity. Đó, dưới cấp của Kana đó. Tại dưới cấp Kana. Em để em xem cái quay nhờ. Để mổ đầu nó ra coi coi. Quay vừa mới đứng đó đấy. Quay vừa mới đứng đó anh tìm. Đúng rồi, anh chạy theo cái hướng của tàng hình nó coi nó có hiện ra. Không, ngày xưa anh làm tàng hình anh cũng hay chém xong anh đổ luôn ra tàng hình á. Cứ thế. Gì đấy, ông gà trống, gà trống này chui đêm gì đấy? À, Tuấn, chị rung giùm em rồi đấy. Em có gì à? Thằng Tuấn nó có điều răng trói mọi người ạ. À. Thôi vote em mọi người ơi, quá mệt mỏi rồi. Em này kiếm vote Tuấn, vote em này. Tìm đã không đi bó đi chơi mẹ chơi không được chơi được cút với mẹ ơi nhức cái đầu mẹ ơi không biết là chơi mẹ hả cứ đi điên đi khùng để thằng nhỏ cứ ăn không ngày sắp tháng đi kiếm vậy à tình nhân nhân thằng này nó không ra kích lên anh ơi ta kích luôn nha đại ca ơi. Nó ao luôn rồi sao nhỉ? À đâu, để với tình nhân vốt. Mình nghe tiếng Anh lắm nhỉ? Alo, alo, mọi người nghe thấy tôi nói không? Yeah. Có. À, vừa mất mic, vừa mất mic. Ok, ok. Mất mic hay bị câm lặng ấy? Mất mic. Anh lại tưởng cái thằng kia nó tình nhân với mày cơ. Thấy nó cứ leo đi theo. Đâu, em người tình nhân đâu. Bạn này không có người nổi tiếng nữa nhá. À, chút mới là chui vào đêm gì đây? Thích thì chui. À, trong này chuyển được nè, trong này chuyển. Bạn này giống cái nước giết người hồng loạt hơn đấy anh ơi. Ơ, thế Juti vừa nhận người nổi tiếng mà ta? Junty hay lần rồi nhá. Junty vừng Jun chém vịt sang chả ngon quá cái sót kêu đi xuống kho lẹ gì đó. Alo. Tôi đi Junty xin mic nhá. Tôi có phương bị Junty với cả Sun ấy là tình thâm với nhau ở dưới phòng lỗ tầng bất ngờ tầng hợp ấy. Thế đấy. Cái gì mà? Junty trước. Tại sao? Tại vì ca thì em là đúng không? Ủa tự nhiên cái gì? Tôi ở trong thùng với bạn ơi, tôi đang ngồi trong thùng ở kho tôi, bạn ơi. Tôi trong thùng phân hạng này bạn ơi, bảo Junty chém chạy đi bạn ơi. Junty để chém lộ thế, đợi tí anh em đi double kill. Anh đi con đã đai sao ấy. Thôi bốt xuống nước nó là sao? Chịu ơi. Ôi sao có thể sao mọi người cứ thì thầm ở gần cái thùng đấy. Lại thì thầm cái thùng. Anh đi Canada rồi. Mẹ. Nếu làm sao được cái giờ nữa. Bắt bài. Thế bây giờ mấy con vịt nó nhòn cái nó chết hết rồi thì còn chơi gì nữa. Đã xuống chết một bot. Không thích. Không thích đi xuống ơi, leo. Xuống bị bắt 2 lần rồi xuống ơi. Ôi xuống quá. Thùng vịt cũng bị sao mấy con vịt này nói chuyện không tránh mấy cái thùng ra nhở? Thùng ấy xuống.
đã bảo trận trước xin nó bảo là né cái thùng ra rồi vẫn không chịu nghe, vẫn chạy ra cái thùng người ấy chịu thầm mấy con vịt này non thật đấy. Mẹ, ủa, cả, ông, hả, kêu, cả tối nay được đúng một trận vịt thì được đúng một trận vịt thì đi với em bò em mới bị em mới lỗi siêu đường ra buồn thế. Ê, còn buồn không? Con vịt hay con bồ nông nhỉ? Thằng nào giận Fabi? Đông. Sao Fabi mà? Thằng nào? Nó là vịt cuối, nó phải bồ nông. Bên nông ấy. Anh đi coi đo sao ấy trả cho bóng tối như thiệt ấy. Bộ ơi, nó là kiến thức hàng loạt bộ này ấy. Anh em mình trốn trong cuộc tên le, anh mình nói chuyện nó còn chạy vào mà. Đúng rồi. Anh đi ca ơi, vốn nước thằng Bình An đi, anh không thắng được đâu. Đúng rồi anh đi ca. Chả thế nhờ. Lâu lắm không được thắng Nana trận nào. Anh DK chơi mà bị bất điểm bất bài hoài nè. Ok kìa. Nhẹ luôn nhẹ mà luôn không kịp kìa. Bây giờ doan cái còn mỗi một con vịt chơi khó vãi. Một mình con chim bồ câu bắt ba con vịt. Má, mấy con vịt này chém với nói chuyện né mấy cái thùng ra được không? Đúng rồi, nè né mấy cái thùng nha. Nè né mấy cái thùng ra. Nào, khát máu dữ lắm rồi. Ui anh khát máu lắm rồi đây, anh không được vịt, chán quá. Cây đấy nhờ. Em cút ra ngoài. Nói chuyện phải thì em thân ra thùng nói thôi. Cặp giò hôm nay cay vì chú chén đấy nhờ. Cái ca thì em đọc đúng không? Hai lần rồi em hại, chứ không một lần rồi em. Một lần là chị ôm bơm chết cho em. Cái ca thì đúng không? Em chơi chạy đó. Em đã thấy được em đúng chị. Ê, thằng lợn này cây. Em hỏi. Bây giờ nha, bây giờ con vịt nào ấy mà Sun mà làm vịt ấy thì bảo thì con vịt đấy bảo Sun là né cái thùng ra rồi nó nói chuyện gì thì nó chuyện sau. Trước khi nói cái gì phải hỏi ấy, trong thùng có người không nhỉ? Tôi hỏi bảo alo trong này có người không? Ừ. Nếu có thì để nó ra tôi phát tao nói chuyện. Hoặc là bảo là ví dụ đây là cái câu chuyện nhạy cảm nó liên quan đến tính mạng con người, bạn có thể tạm thời bạn tắt cái tai nghe được không? Mình lịch sự thì người ta cũng tình lịch sự lại thôi mà. Trời ơi. Em cái bây giờ kia hai lần rồi. Cứ ra cái thùng thì thầm đi chém người thì khổ thật. Số 7 kinh nghiệm. Ôi cái cam này quậy, lộn quậy hơi nhiều ấy. À anh vậy à, nay Duty game thiệt. Duty tối nay được vịt nhiều nhỉ? Nãy em đã nghi rồi mà anh Duty kêu ra. Chúng ta nói chuyện đi chứ. Cái... chém quay đứng kế anh à. Nghe nha. Anh Duty điểm thối quá. Mồi này không có cặp bài trùng quá anh à. Mồi này đi chơi. Mời anh mau mắc soạn đồ ạ. Này làm bộ nông đủ anh thôi. Buồn thế nhỉ? Công nhận tối nay run xấu thật.
ca đi, đi ca, đi đi ca. Đi đâu? Trời ơi. Đi đi đi. Đi đâu? À. Suti này lại vịt à? Đợi xem. Thế. Thế Suti nó cứ lò mò đi theo làm gì đấy? Phát triển từ 4 nha. Đi em ơi. Anh đang găm. Yeah. Anh đang găm một đít Junti rồi. Anh Junti lấp liếm thế. Đi 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 tìm Junti. Đi. Anh Junti trên này này. Đây 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 đây. Ê! Hai con vịt, hai con vịt. Thật, tí khi chuyển phòng cho cặp chuyển kia cho cặp giò cái đổi vận cái nhỉ. 22. Đồng quá. Té thôi em ơi. Đi cặp giò ơi. Tối giờ không thấy em đâu rồi. Anh ơi, em vào tới đây đi. Đi, quay vào tele đi. Ơ? Để tôi bảo. Báo luôn đi mình đây nữa. Ơ? Chị nãy chị Hân, chị nghe qua chị không thấy xác à? Xác nằm chổng đít lên luôn đấy. Không em ơi, chị đi chổng thấy xác. Ủa? Nếu mà không thấy xác là gì? ADK, từ lên đó để lên ADK, đúng không ADK ơi? Xác ở đâu mọi người? Cái bộ đang đứng với ai? Bộ đang đứng với ai? Em đứng với Tổn. Tổn à? Cái đám đi trước là có Hân, có Sim, có ai nữa nhỉ? Có 5 đứa. Không, lúc mà cái đường đó là chỉ có Hân, chị Hân với lại thằng Luật thôi, đi ngang qua thôi. Là nếu mà không thấy xác vậy là tự nhiên anh Dung Tý lúc đó, anh ADK lúc đó ló đầu lên cái, em vốt luôn. Anh là kẻ đeo bám, anh đang bám vào thằng Suti. Xong anh thấy mất cái mũi tên, anh chạy ra xem thế nào. À, thì là có cái thằng màu xanh, thằng Lock Master ấy. À, bót em đi. Dịch, biết chân mà. Bót em đi. Hình tự luật đúng không? Mày. Không. Thì tao nói vậy thôi chứ, nói gì mày. Luật nó đi trước em mà. Không, cái chỗ 5 người có 2 xác thì còn là 3 vịt rồi ấy. Hân rồi Luật rồi Sim, bình... Sim lỏ nữa đúng rồi. Bình... Em đang em đang là đó là giết ở ngay chỗ hang xương. Anh Dunty là bị giết ở phòng cái gì? Đấy, em đi. Ủa, mình em hai. Ủa sao vậy? Mình em 2 xác à? Bảo ra đây bảo, ra đây bảo. Xin ra đây bảo, xin ra đây bảo, có thông tin. Có thông tin, có thông tin. Có thông tin, có thông tin. Có một ngày. Ờ, rồi. Rồi, mày đứng ngoài thì anh đứng... À, mày đứng trong, anh đứng ngoài, anh bảo kê cho. Thằng Luật đi với thằng nào nhỉ? Đi, đi, lên đây, lên đây. Đi, đi, quay lại vũ quầy, quay lại, quay lại. Đây này, nó đây này. Xem có xác ở đây nào. Nhìn thấy anh ơi. Đi. À, xong rồi. Cái xác gì là thằng Lục là cao thủ rồi. Đi ngó này, ngó này, ngó này, ngó này. Tệ tệ anh ơi, tệ 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 tệ. Vừa đi với Sim xong, Sim ra, Sim bảo là Sim là Canada. Thầy bú rồi, sao kho vậy, kho 5 thằng. Kho 5 thằng mà. Có chắc bú không? Chắc là bú ấy. Không, tôi đi với Sim mà. Sim hình như là lúc mà tôi gặp ông đấy bảo là
Ông ấy John như ban trước mà của ban trước ông ấy là gì đấy? Happy. Hồi nãy mới vô mà. Và skill. Anh đang bị câm lặng ha. Không. À, tao sim Canada mà. Ờ gì hả? Ờ kìa, sim hay bảo okay, tôi bên tôi nó bảo tôi là sim Canada. Sim bảo Canada mà. Ờ vậy thôi, vừa cũng sao kho mà năm thằng ăn kho mà. Đấy. Quay để làm gì không tin nha. Rồi thằng Dương ok này. Chắc thằng Luật nữa ha. Đấy, anh tạo công ăn việc làm cho mày đấy. Bộ đúng không anh? Không, thằng Dương ok, nó bú mà, thằng Sim Canada, còn thằng Luật nữa. Đấy, hai thằng. Hả? Chết rồi mà. Thôi, bố thằng bú trước đây, tính tiếp. Hồi nãy Luật đi chung với chị Hân nha. Bộ đây. Chắc mũi gì chém xong còn không vô xác mà chạy nữa em. Đây đây, ra kho đi, anh tin em. Tôi chém. Anh tin em mà. À, giờ thằng Luật nó cuộn lên là nó chém bừa đấy. Gần nhau, đừng gần nhau vào. Thằng bộ ấy như là cao thủ sao nhỉ? À quên, thằng Luật cao thủ sao nhỉ? Để, mày đứng trong đây, anh đứng ngoài đây, anh kê cho, đứng sát vào cái thùng. Ơ? Để nhanh đi nhờ, tối à? Tiki này vừa chạy đâu ấy nhỉ? Thôi đi, cái đất trường cho bác. Tiki ơi, Tiki ơi! Quay là buồn. Không còn gì để nói không bạn? Tay thật là độc ác mà. Để tôi nói. Bỏ chối đi. Thôi không nói chuyện gì nữa, thôi bút chay em luôn. Đang nói chuyện tự nhiên nó chạy. Từ từ. Nó không biết em. Không phải. Thế là em kể. Em chỗ là hàng xương. Từ để tôi nói đã. Em đứng ở chỗ cái tôi nói này. Em đứng ở trong. Nói này. Ông này không biết nên ông này giảm. Để cho ông nói. Ông nói đi. Nói. Bây tôi nha. Tôi kiên kiên. Tôi chỉ bú được hai xác thôi. Giờ thì tôi nghĩ là chắc là tôi không thắng ở đâu. Nên là tôi nói luôn. Tiki là kẻ. Ờ từ. Kẻ kéo lê. Ủa? Tiki kéo lê. Tiki viết anh đi ca trước mặt tôi được chưa? Ok chưa? Không hề nha. Không làm gì nha. Anh nhận luôn, anh kể cái thửa. Tôi kể vút Tiki trước. Vút Tiki đi. Tôi chỉ bú được 2 xác rồi, tôi không thắng được thật. Được 2 xác không thắng được đâu. Bây giờ kể cả 2 vịt tôi không thắng được. Vút Tiki trước à, nên là tôi phải nói Tiki là vút đi bạn, vút đi bạn. Bạn đi vút đi. Vút đi. Vừa thôi. Cái thằng bạn nhìn kéo buồn cười vãi. Hơn Dương hồ. Ủa nhưng nữa thằng Tuấn mất chết. Anh Đê-ca mất chết. Kéo lúc nào ta? Vút đi, nó lắm với Ủa, tôi kéo lúc nào ta? Tôi cao thủ mà. Tôi cao thủ, tôi kéo lúc nào ta? Có thằng Luật, cơn Luật. Thế là nè, bó chỉ bắt mẹ đi, rồi cái chuyện. Bây giờ phải tìm cách... Sao hai vịt mà bọn này chém lỗ nhỉ? Vũ quay kẻ sát trưởng, chị ơi, Vũ quay kẻ sát trưởng xong pin được. Thằng... Thằng Tiki sao tự dưng chém quả lỗ thế? Mày! Nói chịu mày đấy! Vai cứt Vũ quay chém nhầm! Bọn nó tự hủy giờ. Tao chịu mày đấy, mày tao sơ ba mặt. Hả gì? Tao sơ ba Luật. Tao sơ ba mặt. Ở phía đấy. Vai cả cứt Vũ quay. Cái pha tôi chém ấy là không phải tôi chém lộ đâu mà là người ta hỏi mà tôi thì làm vì tôi đã biết trả lời như thế nào nên tôi chém luôn nên cứ nhanh. Vì người ta hỏi tôi lộ luôn hả nên là thôi chém luôn tôi nhanh.
Chém xong đúng lúc thằng kia nó vốt sang tủn thằng Vũ Quẩy, nó đéo kịp chém thằng Tiki cay nhỉ. Lắm mồm vậy em, thì em đi chung với chị Hằng thì game em phải chơi lắm mồm. Xong rồi cái quả em đang đứng cung cương, em thấy luật chạy lên rồi em ấn sờ bam, sờ bam bam gì kia. Sẵn sàng đi một cam ơi. Sẵn sàng đi Tiki ơi. Rồi. Mẹ quả cưới cảnh sát trưởng bam nhầm à. Ảo thật đấy. Bam lộn, bam ấy, bam trượt. Bam nhầm, thôi không sao. Quả đấy mà thằng kia nó không vốt sang thằng tủn là thằng Vũ Quẩy thế nào nó băm thì đi. Làm gì để biết chơi. Tôi nhưng mà tôi. Nhưng mà tôi làm gì phải đâu, tôi làm gì phải cát đầu. Tôi làm gì phải kéo lê đâu, tôi sát thủ, à cao thủ mà. Ông nhìn thấy tôi kéo nào ấy. Mình nói rồi. Không còn đấy, tôi nói bừa ấy. Tôi thấy màu xanh rồi, tôi nói bừa bởi vì tôi cần ăn xác, bạn hiểu không? Một xác là tôi thắng rồi, tôi ăn được 4 xác rồi. Ông là kinh cận tham vọng này. Nhưng nói bữa này đéo là trúng luôn ạ. À, xong cái độ này tham vọng đấy. Không nhưng mà ấy mà ông ấy ông Vu Quay cũng sẽ vô tôi mà. Vì ông vì tôi chém thôi chị hơn là vật chém mà. Không chém em lại mừng rồi. Chém. Dạ anh biết làm gì chứ chị em. Em với chị đều bị dắt mũi em ạ. Ừ đúng, đây, đúng rồi. Đây biên Hoa Hương Dương là kẻ kéo lê rồi nhưng mà không khai để cố giết một xác nữa, ăn một xác nữa để win. Đây chị Hằng ơi. Tiki nhưng mà Tiki nó đéo là vịt ạ. Đi ca ra kho nha Nika. Anh lúc nào sợ kho. Không ăn xác. Chị Hằng ơi. Chị Hằng. Hello. Yeah. Tập rồi bị đơ à? Ok. Yeah. Ra được cửa gì nhỉ? Bạn hiện tế, bạn hiện tế. Em đạp xác luôn á. Đạp xác hay là mày? À sao cứ bạn hiện tế là có tủng là ADK chạy vô nha. Đạp xác ấy. Tụi anh DK chạy vô mới chạy vô bản hiện tế. Trời ơi, em nói cho chị nghe, lúc đó là em chưa kịp cooldown luôn á. Mà chém cái gì? Bọn anh chạy vào đấy từ trước khi cái cooldown phải đến 10 giây. Em spawn. Em spawn ở phòng 1 mà em chạy vào trước rồi. Cái này em nghi là bú. Khả năng là bú đấy. Cao thủ không cooldown nhanh vậy. Đúng rồi, cao thủ không cooldown nhanh vậy. Cao thủ nó cooldown 27 giây cơ. Em lâu lắm. Ơi em còn phun Canada còn sống. Em còn phun được Canada cục phục. Ai ai Canada. Đây này, em bảo luôn này. Thằng Tiki là Canada, thằng Triển thế này, à, thằng là một chung với em đúng không? Trời ơi. Nhưng mà chưa đủ cooldown của cao thủ đâu Vũ Quẩy ạ. Đúng rồi, chưa đủ cooldown. Tiki cút cục. Sao mày ngu thế? Tụi chưa vốt thôi. Mày giả vờ mày làm Canada đi cho tao được cái. Giả vờ làm sao được. Không khai làm gì của. Giả vờ làm sao được mà giả vờ. Mẹ cao thủ nó cooldown lâu dã man à. Quay này nâu quá quay. Nâu. Nâu. Rồi. Tránh xa chúng nó ra, chúng nó chém quấy thôi. Đấy. Đi bắt đi. Rồi giả vô đi. Đi cả thằng CDC đấy nhá, ba con vịt đấy. Vũ Quẩy chứ. Ông đi. Anh đang định bảo thằng Sim là kỹ sư.
Trời đất ơi, sao tôi lại làm với hai con vịt này? Tôi đi vô Tiki. Chị bưng ngủ cút rồi hay gì anh đây cả. Có hai trực tiếp của hai thằng kia thôi. Không biết được à, cày thế nhờ. Ai nhờ thằng Shinichi với cả thằng Tiki kìa. Mày này cút. Rồi rồi, hay hay. Hân chém hay đấy, vô đốt thằng Shinichi đi. Mời bắt em đây. Ê, cho nói xíu, cho nói xíu. Ê, đúng là không nên làm việc với Quốc Quang. Đúng rồi. Làm việc với Quốc Quang là cực hình đấy. Ôi, vẫn 3 skip trong một vote mình. Hay thật đấy. Để drone thôi nhỉ. Còn con chim ưng nữa à? Ba con vịt đi nhoang cái hết là còn mỗi chim ưng thôi. Cái gì đấy? Thằng nào spam đấy? Thằng nào spam đấy? Em nghĩ còn thằng quy lắm anh ạ. Còn thằng quy thôi. Đi tìm nó đi thật. Chết chưa ấy nhỉ? Trời ơi, ba con vịt ngu. Bỏ đem đi, có mình em là chim mưng à. Ba con vịt ngu ngốc. Ăn cái không cái quần què có như đây người chết là ba con. Cái đạch. Phải thật. Em chém anh xem rồi, làm biết hiến tế lắm. Bỏ đem này cho xong em nào. Anh thấy em cũng hơi hơi giống anh Moi của em rồi đấy. Không thắng được là không cho vịt thắng. Đúng. Truyền nhân của anh Moi mà anh. À, anh hát xì vậy, tụt cái mũi vào, được bất cứ được 3 phát là lại đi rung chuông. Thằng quay nha. Trời đất ơi, các em đấy không cần nhìn luôn. Vũ quay. Anh mày hiểu là em mới bảo nó là mày giả vờ là Canada được à. Em có giả vờ không được mà. Tôi đã bảo là không nói thế bởi vì là để cho giả vờ, để cho biết nó đỡ hết rồi. Để cho như mày là lúc mà mày kêu đập xét rồi quay à. Mày kêu đập xét và confirm Canada còn sống. Mày hiểu không? Tao biết Canada cái chó gì. Cút đập xét cái chó gì mẹ. Cao thủ không cun đau nhanh thế đâu. Mày hiểu không? Quay tao vô phòng, tao chưa cooldown nữa, mày cooldown mày. Cái con cao thủ ấy, nó cooldown phải tầm 25-27 giây gì đấy. 23-22 giây ấy, lâu không? Không, nó phải cao hơn đấy, phải 25-27 giây ấy. 22 giây. Mới thử 2 giây. Ổn quá. Đấy. Ờ mic ông tắt đi để bật lại là được. Hay quá. Cút rồi. Má trận. Cái trận vốt sau sau quả vốt má thảm sát đúng ạ. Đúng thảm sát luôn. Ba con vịt đấy. Bị lộ phát là chúng nó đi chém cua chém cố, mẹ chém chày chém cối luôn. Ờ anh DK ơi, vậy là hai con vịt kia chết là tại DK. Ồ lòng tại một thằng quay rồi. Tại tao Vũ quay. Tại Vũ quay. Anh chưa kịp nói là thằng sim đỏ nó là kỹ sư vì anh một câu mẹ rồi. Ám sát chết mẹ rồi. Sim đỏ vừa bay ra có một em băm luôn. Xong rồi gặp quả chim ưng mẹ không cho vịt thắng á, đếm thúi.
Hân Diêm Thúy. Hân Diêm Thúy. Hân tí ra đổi tên thành em anh Boy đi. Em anh Boy. Em anh Boy. Hân Diêm Thúy là em. Là em anh Boy. Ờ. Hân đầu gấu. Mai cả Phong mình đổi tên thành đầu gấu. Được cái đấy. Vũ quay đầu gấu, Hân đầu gấu, Tùn đầu gấu. Mai anh em đổi hết thành đầu gấu. Dạ, nguyên tới giờ thôi. Ok. Nè, mấy con dịch này, nguyên tới à? Không có đâu em. Cả đừng. Anh bảo nha, Mai cả Phong đổi tên thành đầu gấu. Cuối bị làm tên như vụ nguyên tế. Lên nguyên tế, thương anh ơi. Để có thể chém. Anh mong kẻ ủng hộ. Ủa alo, anh mong kẻ ủng hộ. Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối. Ồ, nhanh vậy. À, ở đó thì có Dương ok với lại Bộ Thanh Nhũng. Tại sao mất mẹ thằng Tuấn của tôi rồi? Hai người là gì đấy? Chị ơi, em đang định khám xét mà. Chị vót rồi, em mới chưa okay. Chưa mà okay. Dương ok với ai em? Tại Dương ok, lúc mà em đang rình mò thì em thấy Dương ok với lại Bộ Thanh Nhũng kế bên cái xác của thằng Tuấn. Ờ. Dương ok, Bộ Thâm Nhũng hay không? Sao kém bậy vậy bạn? Vote luôn đi, dân phòng chém bậy. Ừ, dân phòng chém bậy. Hẹn đạn. Dân phòng không có lý do đi chém người ta à? Bộ Thâm Nhũng ra phòng học, nói chuyện xíu nha Bộ Thâm Nhũng. Phòng học nha Bộ Thâm Nhũng. Đông rồi. Không có em đâu. Tôi biết ông là gì. Đó là làng đá dạ, không biết. Tôi hôm nào giờ chưa gặp ông à. Đã biết phải đá đa không nhỉ? Ủa mà có eo đấy, có bảo vệ không đấy? Ờ, may quá không có radar. Ê, nghệ sĩ. Hả? Mày là gì đấy? Cấp danh tính. Ok. Ui, mất điện. Em chỉ có vợ cho. Đây. Ui trời ơi. Chị Hân lại đi vòng không chị Hân. Chị Hân ơi, chị phế rồi, mất điện là chị phế rồi còn gì. Ừ, phế rồi, mất đèn phế rồi. Ồ, cái Hân đâu rồi? À để má tưởng à chị Mưng à. Đi đây là chị à, thằng màu cam. Đây có thằng nào đứng trong đây nè. Tao. Ơ, à đây. Má, tưởng không màu cao không băm không rồi. Bạn quá đâu rồi. Quá. Xin biết sao đấy. Có kẻ cấp danh tính rồi. Đúng rồi. Xin biết. Ê mọi người cầm phơi vị trí ơi.
Vừa nãy là tôi... Tôi bắt được một câu. Tôi bắt được một con kền kền. Đây, phe kền. Đây, cho tôi xin mít ra. Tôi bắt được hai con vịt. Nếu mà gì thì tôi bắt được hai con vịt. Ông mờ rồi không chạy ngay ra. Từ từ, nghe nói này. Cái thằng cái cấp dân tính nó đi chung với mà hùng, nó không chém mà hùng, nó gặp tôi với đúng rồi. Tôi với XA, nó chém XA. Nó chém XA xong mà hùng không bị chém sao ấy. Tôi đi sau nó thì nó chém gì. Rồi, bạn đi không chắc còn cần theo phe hỏng đâu. Có đi. Hỏng thua cũng chịu nữa. Ok, hay bị blacken kìa. Bốt hàng đi. Mà không cả sẵn sàng bên đó luôn, chắc chắn luôn. Ông hàng hàng chém. Kéo gì vậy? Ta đi sau nó mà, phải bị chém gì? Sao nó không chém mày mà nó chém XA? Không, mà chạy chung với bọn tao. Tỉnh quá, mấy ông này mít sợ thật đấy. Còn hai vịt à? Anh Nika vẫn thấy Nika nhỉ? Ông mò lên không thấy ai giết tim. Ở dưới anh ạ. Mà đâu không ơi. Bạn vừa làm một cái gì đó, bạn chạy song song với nó à? Mà đâu hùng rồi. Alo. Đợi nhá, cho Tiki xin nick cho Tiki xin nick. Chen đang ở đâu? Ở trai Chunan đang ở đâu? Chen chạy với bọn tao luôn sao ấy? Đứng cùng Kudo đúng không? Đúng từ Hùng ta đèn đấy, từ Hùng ta đèn đấy, bởi vì là bộ tham nhũng là Hân với cả Tiki với cả nghệ sĩ DK đang ở trên phòng tủ đầu ấy, thì báo mất điện ở kho ấy, mà hai ông ở trên phòng bấm chuông rồi thì chỉ có mất cái Hùng là ở kho thôi. Thế Hùng lên zone đi. Ủa, không biết mấy Hùng lên zone tư tưởng của tôi chứ. Mọi Hùng ơi. Cái gì? Ba gang cái vô gì? Vô đây, XA là ba con. Ok. Giờ còn nghi còn mỗi nghệ còn giờ nghi hai người là nghệ sĩ DK cả sai em thôi. Tôi không em bộ thầm nhũng với nghệ sĩ DK. Chắc hết thêm rồi. Lại bộ thầm nhũng. Không, có một vịt nữa. Có một con này nữa. À, chân này nó không có hiến tế nữa, thôi chịu. Ông vũ quầy đâu lại chết đầu tiên nữa. Bấm chung ra. Giờ là còn các danh tính nữa. Ừ thôi, để cho chơi đi, còn có con à. Mình nhiều người mà, đi chơi đi. Chắc Nhưng mà không biết là có còn bồ câu không? À, cái bộ thành dũng này không được em ạ. À. Ai cũng dí em được okay. Mà. Đi bốn rồi. Em luôn. Đi tắt ra đi. Thôi đi bốn tới chết. Hai đi mọi người. Tôi đi với TK cho. Thôi, okay. đi bốn cho đỡ chết. Ôi, gì vậy? Ủa, người nghe tiếng TK vậy? Chị lực kia à? Rồi sao? Rồi bị lắc hả? TK là cái bọn TK đi. Anh TK hù mà em à. Bị lát. Bá tiện nghe. Game bị lát. Trời ơi, anh ơi. Tiện nghe đi bút đi cho nó ấy. Ủa là sao? Ủa, kỳ ta. Ủa anh đi ca đâu? Chị cứ rình thương. Ủa anh đi ca đâu chạy? Game bị lát em ơi. Ngồi. Đêm khuya rồi anh à. Nó sợ gì chứ. Vịt quý này. Con vịt quý này. Em chim ưng mà. Đúng ạ. Làm vịt với vũ quầy đúng cái hình thật. Anh ơi mẹ nó băm em từ đầu mà. Em làm thêm để được. Thì tao thấy mày cứ lẻ ra sẽ băm. Ông nào vừa bảo giờ còn mấy người này đi bốn à. Đi bốn cho đỡ chết. Anh hiểu anh ơi. Đó thì cao thiệt. Chị Cà ơi. Mai chị đi mà. Ờ thôi nghỉ đi.